Kính mừng đại lễ Vu Lan Thắng Hội Xá Tội Vong Nhân Phật Lịch 2567 Dương Lịch 2023 chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9. Sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức đại lễ cầu siêu Vu Lan Báo Tứ Trọng Ân tại Chùa Hội An, thành phố Thủ Dầu Một. Tham dự đại lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một Nguyễn Văn Đồng. Đại lễ diễn ra trang trọng với các nghi thức như cài hoa màu trắng trên áo tưởng niệm đấng sinh thành dưỡng dục đã khuất, cài hoa màu hồng trên áo tri ân đấng sinh thành còn hiện hữu, thắp hương tưởng niệm, tụng kinh vu lan cầu siêu, cúng dường trai tăng, dân pháp y cà sa. Đây là dịp để giáo hội Phật giáo nhắc nhở các Phật tử thành tâm sám hối và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền, tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sanh về miền cực lạc. Bên cạnh đó, đại lễ hướng tới nguyện cầu cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân ấm no hạnh phúc. Đồng thời khích lệ động viên tinh thần yêu nước cho tăng ni, đồng bào tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo và tư tưởng nhân văn của dân tộc. Lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh, ghi nhận công ơn sinh thành của cha mẹ và những người đã ngã xuống cho cuộc sống bình yên từ lâu nếp sinh hoạt văn hóa này đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người dân việt nam thể hiện sự gắn kết hòa hợp giữa đạo và đời